Hạ Vũ xin gửi lời chào thân mến tới tất cả quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Hạ Vũ xin gửi tới quý vị một bộ truyện ngôn tình ngọt ngào, hấp dẫn và không kém phần hài hước. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để là người đầu tiên được nhận thông báo khi kênh ra chuyện mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện qua giọng kể của hạ vũ hôm đó đi học về viên bội ngay lập tức ra ban công lấy quần áo thời tiết bên ngoài thật sự khủng khiếp vừa bước ra ban công cô đã nhìn thấy chiếc quần chú bọt biển tinh nghịch màu vàng tươi nằm dưới đất chiếc quần chắc chắn không phải của cô nhưng nếu rơi vào nhà cô thì rõ ràng là của anh chàng đẹp trai tầng trên cô chuyển đến đây một tháng trước và vẫn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh trai tầng trên anh dọn vào sau cô một ngày chủ nhà ở đây khen ngợi hết lời viên bội cười thầm sao có thể đẹp trai hơn thẩm nhật hàn được viên bội thích thẩm nhật hàn anh là thành viên hội đồng học thuật của lớp cô anh đẹp trai và có thành tích tốt chỉ là quá lạnh lùng khó theo đuổi cô theo đuổi đã ba tháng vẫn chưa bắt được nhưng may mắn thay bây giờ anh sống ngay đối diện nhà cô trong học kỳ thứ hai của năm thứ nhất, cô không muốn sống trong khuôn viên trường nên đã chuyển đến một tòa trung cư gần trường. Sau khi chuyển đến không lâu, thẩm Nhật Hàn cũng chuyển đến. Nghĩ đến đây viên bội lại thở dài. Người ta nói ai ở gần nước và tháp đầu tiên sẽ nắm được trăng. Còn cô, khi nào cô mới có được anh đây? Cất quần áo vào tủ, viên bội quay lại nhặt chiếc quần chú bọt biển tinh nghịch lên. Sở thích của anh chàng đẹp trai tầng trên thật là tuân thủ nguyên tắc không lấy đồ của người khác một cách bừa bãi. Viên bội đi lên lầu, gõ cửa, nhưng không có ai. Vì vậy cô đã chu đáo treo chiếc quần chú bọt biển tinh nghịch lên tay nắm cửa. Sau đó quay trở về nhà, thật sảng khoái để bắt đầu chơi game. Than ôi, người tốt như cô không có nhiều đâu, he he. 6 giờ tối, có người gõ cửa phòng cô. Viên bội tưởng rằng đó là thẩm nhật hàn. Dù sao thì anh cũng thường xuyên đến chỗ cô để mượn đồ vào thời điểm này. Việt bội lên tiếng rồi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đàn ông đen mặt đứng ở cửa, cô chỉ muốn quay người lại bỏ chạy vào nhà. Có ai có thể cho cô biết tại sao Lục Bắc, kẻ bắt nạt mà mọi người trong trường đều sợ hãi, lại đứng trước cửa nhà cô với khuôn mặt đen xì như thế này không? Nhận ra ý đồ của cô, Lục Bắc vội vàng kéo lấy tay cô ra ngoài, đẩy cô vào tường rồi thuận tiện đóng cửa lại. Lục Bắc nhìn chằm chằm vào cô, trong tư thế ép cô vào tường như thế này và đôi mắt to của Lục Bắc dường như nhìn chằm chằm vào từng cái lỗ chân lông trên mặt cô. "Lục Lục Bắc, tại sao anh lại ở đây?" Anh ta mãi không chịu mở lời, vì vậy cô mới lấy hết dũng khí để hỏi. Ánh mắt của người đối diện quá đáng sợ. "Chúng ta có biết nhau không?" Lục Bắc có chút bối rối khi nghe cô gọi tên anh. "Biết, chúng ta học cùng trường." "Sợ tôi sao?" Lục Bắc lại hỏi. Không, không. Ôi, cô sợ. Nhưng cô không dám nói ra. Ai mà biết người này có đánh phụ nữ hay không? Cô không dám chọc giận anh ta. Viện bội nghe nói lục bác tinh khí thất thường, thường xuyên đánh nhau với bọn xã hội đen trên đường, thậm chí còn khiến người ta phải nhập viện. Anh cũng thường xuyên bắt nạt các bạn cùng lớp vì có gia đình chống lưng. Hầu hết mọi người trong trường đều sẽ đi đường vòng khi nhìn thấy anh. Dù chỉ là tin đồn, không biết có phải là sự thật hay không, nhưng cô vẫn sợ anh ta. Dù sao thì danh tiếng đầu gấu của anh ta cũng vang dội như vậy mà. Vậy tại sao cậu lại run rẩy? Viên bội theo phản xạ chạm vào đôi chân đang run rẩy của mình. Trong lòng cô sớm đã khóc thành sông. Nhưng chính hành động của cô đã khiến lục bác tức giận tới mức bật cười. Anh buồn bã nói. Nhìn hèn nhát như vậy, còn có gan treo quần lót của tôi trên cửa. Quần lót? Cô thực sự ngạc nhiên không thể như cô đang nghĩ được phải không cô không ngờ rằng anh thực sự thích phong cách của chú bọt biển tinh nghịch anh sống ở tầng trên à viện bội hoảng hốt đến mức là cả giọng đúng vậy không ngờ phải không lục bác mỉm cười với cô anh đã vốn rất đẹp trai đường viên mắt sâu lông mày cao và đường quay hàm sắc xảo nụ cười ở cự ly gần này thậm chí còn đẹp hơn thật tiếc là bây giờ cô không có thời gian để thưởng thức nụ cười của anh Bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là kết thúc chuyện này thật nhanh. Thật ra cô đã trao chiếc quần lót của Lục Bắc lên cửa nhà anh. Anh đến đây để tính sổ với cô. Khó trách, sắc mặt của anh lại đen như vậy. Thật xin lỗi. Viên bội không biết phải làm sao, chỉ có thể xin lỗi trước. Chỉ nói xin lỗi thôi liệu có đủ không? Lục Bắc từ chối. Lục Bắc nghiến răng nghiến lợi, nhìn người phụ nữ trước mặt đã làm cho anh xấu hổ nếu người trao quần là đàn ông thì chắc là anh có thể đánh được rồi nhưng cô lại là phụ nữ anh nghĩ đến những người gì hàng xóm cạnh anh ở tầng trên khi anh quay lại vừa rồi họ đang nhìn chằm chằm vào anh nói về chuyện gì đó và cười một cách kỳ lạ anh không hiểu mãi đến khi anh về đến nhà mới hiểu tại sao mọi người lại có biểu hiện như vậy vậy tôi phải làm gì đây viên bội thận trọng hỏi vậy anh bỏ qua nhé Viên bội phàn nàn trong đầu Chỉ là một chiếc quần lót thôi Làm như cô chưa từng nhìn thấy bao giờ Muốn tôi bỏ qua à Ha <laughs> ha Nhìn tôi giống kiểu người sẽ trả đũa mọi chuyện để đòi công bằng à Không muốn chịu trách nhiệm thì sẽ không chịu Viên bội lắc đầu Có lẽ là không Lục bác gãi tóc có một chút bực bội Quên đi Tôi rất rộng lượng Lần này sẽ để cho cậu đi Viên bội đang thở phào nhẹ nhõm thì nghe lục bác hỏi lại. Tên cậu là gì? đến từ khoa nào nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của lục bắc cô tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc chú bọt biển tinh nghịch với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho cô không khỏi bật cười lục bắc nhìn người phụ nữ trước mặt đột nhiên cười lớn cô ấy dường như không nghe thấy anh đang hỏi gì anh có chút tò mò hỏi có gì buồn cười sao viên bội như bị thôi miên và vô thức đáp lại chú bọt biển tinh nghịch vào khuôn mặt nghiêm túc của anh trả lời xong cô liền giật mình lập tức nhìn lục bắc đúng như dự đoán khuôn mặt vừa bình tĩnh của anh tối sầm lại rất buồn cười viên bội vừa định nói điều gì đó để cứu mạng mình thì cửa thang máy mở ra viên bội em đang làm gì khi nghe thấy có người gọi mình cô nhìn sang và thấy thẩm nhật hàn anh đang nhìn cô một cách nghiêm túc hay nói chính xác hơn là anh đang nhìn bàn tay của lục bắc đặt bên cạnh vai cô anh ấy là người đàn ông của em à? Lục bác cúi đầu hỏi cô ai đang hỏi. Viên bội sừng sốt, vô thức nhìn thẩm nhật hàn. Anh cũng đang nhìn cô, hiển nhiên là nghe được lời của lục bác nói. Không. Viên bội lắc đầu. Cô vẫn chưa theo đuổi được và anh cũng chưa phải là người đàn ông của cô. Sau khi nghe câu trả lời của cô, thẩm nhật hàn không nói gì, xài bước về phía nhà anh, mở cửa rồi đóng lại một tiếng ùi dường như không có chút tự chủ nào âm thanh đó khiến cô và lục bắc càng lúc càng run rẩy viên bội liếc nhìn lục bắc anh dường như cũng không ngờ rằng mình sẽ sợ hãi có chút xấu hổ nhưng vẫn giả vờ hung ác nói cậu đang nhìn cái gì viên bội đúng không tôi nhớ kỹ rồi nhìn thấy tay anh đỏ mừng vì xấu hổ cô chợt không còn sợ anh nữa viên bội thậm chí còn nói lời tạm biệt với lục bắc khi anh rời đi đổi lại là một cái nhìn khó hiểu từ anh Ngày hôm sau khi đi ra ngoài, cô nhìn thấy thẩm nhật hàn đang đứng trước cửa nhà anh, nhìn chăm chăm vào cửa nhà cô với vẻ mặt khó tả. Khi nhìn thấy cô đi ra, anh chỉ lướt nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi. Viên bội hơi bối rối, nhìn theo hướng nhìn của anh. ầm ha ha. Viên bội nhìn chiếc quần lót của chú bọt biển tinh nghịch, bất cần dính vào cửa và cười khẩy. Đêm qua là ai nói sẽ không thủ vật, ai nói sẽ cho qua chuyện lục bắc đúng là một con chó con vừa nói không sao thì quay đầu liền đi gây rối, vừa âu trĩ vừa trẻ con viên bội cẩn thận phát hiện trên cửa có một tờ giấy tôi đã mua cái mới cái cũ tặng cho cậu chết tiệt tối qua anh ta đi mua một chiếc quần mới rồi lén lút làm trả thù cô vào lúc nửa đêm anh ta đúng là kẻ bắt nạt không hơn viên bội xé quần và tờ giấy rồi ném vào thùng rác thẩm nhật hàn đang đợi thang máy Viên bội không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm thân với anh, nên nhanh chóng đi theo. Hội trưởng, đợi em với. Vào thang máy, thẩm Nhật Hàn giả vờ bình tĩnh và nói. Người tối qua là ai? Em và cậu ta có vẻ rất thân thiết. Viên bội hơi ngạc nhiên. thẩm Nhật Hàn bình thường rất lạnh lùng và hiếm khi chủ động hỏi han cô. Viên bội nghĩ đến Lục Bắc. Anh ấy tên là Lục Bắc. Đừng hiểu nhầm, hội trưởng, Tối qua em và anh ấy có chút hiểu lầm. Dừng một chút, cô lại tiếp tục giải thích. Anh ấy đúng là kẻ ấu trĩ. Và những gì anh nhìn thấy sáng hôm nay là trò đùa của anh ấy. Sáng nay cô có một chút bực mình chuyện cái quần. Viên bội loay hoay giải thích đến nỗi, không nhận ra thẩm nhật hàn đang nhìn cô với ánh mắt bối rối. Một tia bối rối hiện lên trong mắt hội trưởng, nhưng anh ấy lại ra vẻ lạnh lùng ngay lập tức. Kết hầu khẽ động, thẩm nhật hàn đáp lại khóe miệng dường như cong lên. Viên Bội nghĩ mình nhìn nhầm, nên dụi mắt rồi lại mở ra. Chắc chắn là cô đã nhầm. Người hội trưởng luôn lạnh lùng vẫn đứng trước mặt cô với vẻ thờ ơ như cũ. Hôm nay là lớp học mở, cô tranh thủ tìm chỗ ngồi, tay thầm Nhật Hàn chạm vào cô hai lần. Viên Bội cảm thấy thực sự tốt. Vì đang theo đuổi anh, nên cô đã lợi dụng anh vì nhiều lý do, hoặc là cô vô tình chạm vào tay anh hoặc là cô vô tình rơi vào trong vòng tay anh và chạm vào anh một cách ngẫu nhiên tai và cổ của thẩm nhật hàn đỏ bừng cô nghĩ anh đỏ mặt vì sự vô liêm sỉ của cô lúc đầu cô còn nhút nhát rụt rè nhưng càng làm nhiều lần cô càng bạo dạn hơn khi anh cố gắng hất cô ra cô lại giữ chặt anh thời gian trôi qua thẩm nhật hàn không còn quan tâm đến cô nữa giống như khi cô nắm tay anh vừa rồi anh chỉ vùng ra một cách tượng trưng và để kệ cô ngay khi thẩm nhật hàn bước vào lớp, anh đã gây chú ý. Các cô gái bắt đầu thảo luận sôi nổi. Wow, đây là ai vậy? Anh ấy đẹp trai quá. Bạn không biết sao? Anh ấy là thẩm nhật hàn, thành viên ủy ban nhà trường của khóa tiếp theo. Thẩm nhật hàn, thẩm nhật hàn đứng đầu trong mọi kỳ thi. Trời ơi, ông trời thật là bất công. Anh ấy không chỉ có thân hình đẹp mà còn là học bá, tuổi ghen tị quá. Viên bội có một chút tự hào anh đúng là một người đàn ông cô thích, xuất sắc. Những người xuất sắc sẽ được yêu thích và ghen tị. Trong số đó có chàng trai chua chát nói, các cô chỉ là hơi hợt mà thôi. Chỉ là điểm số tốt hơn một chút, cùng với hành động lạnh lùng và xa cách. Thế là có thể thu hút mọi cô gái. Viên bội vô thức nhìn thẩm nhật hàn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không có phản ứng gì. Viên bội cong môi, chặn những âm thanh bên ngoài, tìm hai chỗ ngồi gần đó rồi kéo Thẩm Nhật Hàn ngồi xuống. Trong thế giới này, dù bạn có giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Hội trưởng, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Viên bội lay lay tay áo của Thẩm Nhật Hàn. Em biết một quán thịt nướng mới mở siêu ngon. Thẩm Nhật Hàn nhìn đôi bàn tay trăng nõn mềm mại của cô. Bình tĩnh kéo lại tay áo, gật đầu. Ừ. Viên bội rất vui khi được ở bên Thẩm Nhật Hàn vào buổi trưa. Không biết tại sao, mỗi lần tỏ tình, Thẩm Nhật Hàn đều từ chối cô, nhưng anh chưa bao giờ từ chối sự theo đuổi hay lòng tốt của cô. Viên bội nghĩ đến việc liệu anh có đang chơi trò lạt mềm buộc chặt không, nhưng cô đã cắt đứt suy nghĩ đó ngay khi nó xuất hiện. Thẩm Nhật Hàn, một người lạnh lùng như vậy, sao có thể dở trò trẻ con như thế? Cô đã theo đuổi anh 107 ngày, đã tỏ tình hai lần, cả hai lần anh đều nói em có chắc là em thực sự thích anh không anh yêu cầu cô suy nghĩ rõ ràng rồi quay người bỏ đi viên bội bị bỏ lại ngây ngốc tại chỗ nhưng càng thất vọng cô càng có thêm can đảm bởi vì cô chắc chắn rằng cô thực sự thích anh anh có thể không nhận ra cô nhưng cô sẽ luôn ghi nhớ sự ấm áp và nhịp tim mà anh đã dành cho cô đó là một cái cuối tuần trong kỳ học đầu tiên năm thứ nhất cô nghỉ học để làm thẻ ngân hàng làm xong, cô phát hiện trời đang mưa rất to, mây đầy trời, sương mù dày đặc đến mức khó có thể nhìn thấy người đi trên đường. Lúc đi cô đang vội nên không mang theo ô, lấy điện thoại di động ra đặt xe nhưng phát hiện điện thoại hết pin và sập nguồn. Tối qua cô chơi game hết pin và quên sạc. Cảm thấy bực bội về bộ não ngu ngốc của mình và cảnh mưa gió chết tiệt này. Mặc dù trời đang mưa rất to, nhưng khi nhìn thấy bến xe buýt gần đó, cô đã chạy về phía đó mà không cần suy nghĩ. Mong chờ chiếc xe dừng ở bến này có thể đi qua trường. Chỉ là tính toán của con người không tốt bằng tính toán của ông trời mà thôi. Mặt đất trơn đến mức cô đã ngã đập mặt xuống đất trước khi đi được nửa đường. Để bảo vệ đầu cô chỉ có thể chống tay xuống đất. Khớp bị chật khớp một tiếng, cạch. Đầu gối của cô bị bầm tím thẳng và cô không thể đứng dậy được. Những giọt nước mắt đau đớn của cô chảy xuống trộn lẫn với mưa. Viên bộ ấy cảm nhận được sự xui xẻo của số phận dành cho mình và sự đau đớn từ cú ngã. Trong cơn mưa, cô bất lực hét lên. Lờ mờ cô nhìn thấy một chàng trai đang cầm ô hướng về phía mình dưới màn mưa. Mãi đến khi anh chạy đến chỗ cô, cô mới nhận ra anh là thành viên hội học sinh của lớp cô. Hình như anh là thẩm nhật hàn. Giọng anh nghe gấp gáp hỏi cô. Có đau không? Trong giọng nói của anh có một chút thương xót, không thể nhận ra anh cõng cô lên và chạy đến bệnh viện gần đó. Nằm trên tấm lưng rộng của anh, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tim đập ngày càng nhanh và một số cảm xúc không thể diễn tả được dường như đang từ từ nổi lên. Thẩm Nhật Hàn đưa cô đến bệnh viện chữa trị vết thương rồi đưa cô trở lại ký túc xá nữ. Anh thu xếp mọi thứ trước khi rời đi. Sau khi vết thương bình phục, cô gặp lại Thẩm Nhật Hàn, cô có một chút hào hứng vẫy tay chào anh. Anh chỉ nhẹ gật đầu dường như không nhận ra cô gái tội nghiệp ngày ấy chính là cô. Vì vậy sau này cô không bao giờ đề cập đến chuyện đó với anh nữa. Viên Vội đang vui mừng vì thẩm Nhật Hàn đồng ý thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cảm thán. Là Lục Bắc, Lục Bắc đấy. Lục Bắc, không phải Lục Bắc cô đang nghĩ đến đúng không? Sau đó, cô nhận thấy học sinh trong lớp đang vội vã chen lấn về phía sau mà không chờ một khoảng trống nào. Tại sao Lục Bắc lại ở đây? Không phải anh ấy chưa bao giờ tham gia các lớp học chung sao? Kẻ bắt nạt, anh ta không đến đây để phá hoại lớp học đấy chứ. Không, Lục Bắc cũng là học tài chính sao? Sao tôi lại không biết? May mắn là chúng ta ngồi phía sau, phía trước còn chỗ ngồi, để các bạn học phía trước chịu khổ thay vậy. Ngồi ở phía trước, cô không kịp đề phòng, đụng phải Lục Bắc vừa bước vào. Lục Bắc cũng không ngờ rằng lần đầu tiên đến lớp học mở, anh sẽ gặp được cô gái đã khiến anh xấu hổ viên bội và chàng trai bên cạnh người đàn ông của cô vì vậy không cần suy nghĩ anh nhấc chân lên và đi về phía cô nhìn thấy lục bắc đang đi về phía cô theo sau là hai đàn em của anh cô nhanh chóng cúi đầu xuống và giả vờ đọc sách đừng đến đây cô cầu nguyện trong lòng bây giờ cô vẫn còn hơi xấu hổ nhưng nỗi sợ hãi mà cô cảm thấy đối với anh sau đêm qua đã không còn nữa có tiếng gõ ngón tay trên bàn khác với giọng nói trầm ấm và trong trẻo của thầm nhật hàn nó vang lên lại gặp nhau viên bội thì ra cậu cũng học khoa này ừ thấy không thể trốn tránh cô ngẩng đầu nhìn lục bắc với nụ cười chết chóc chúng ta lại gặp nhau rồi chú bật biển tinh nghịch viên bội cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng lục bắc kinh ngạc nhìn cô tựa hồ không thể tin được cô sẽ nói thẳng bốn chữ này trước mặt nhiều người như vậy cậu bé bên trái lục bắc bối rối chú bọt biển tinh nghịch sau đó hắn hưng phấn nhìn lục bắc anh lục đây là biệt danh của anh sao dễ thương quá viên bội âm thầm thắp một nén nhang cho cậu bé này sắc mặt của lục bắc tối sầm đúng như dự đoán sau đó cậu bé nhận một cú đấm anh ta trừng mắt nhìn và nói im đi không có thứ gì gọi là chú bọt biển tinh nghịch cả cậu bé giờ sờ đầu bị đánh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống dưới ánh mắt của lục bắc Lục Bắc mở to hai mắt lại gần cô, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi bên tai cô và nói. Viện bội, cậu giỏi đấy, dám nói ra à? Người ở phía sau giọng đầy đe dọa. Không chịu thua kém, cô thì thầm vào tai anh. Lục Bắc, nếu anh còn gây sự nữa, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Anh đang mặc quần chú bọt biển tinh nghịch. Để xem uy tín đầu gấu của anh còn có bao nhiêu, hình ảnh của anh sẽ như thế nào trong lòng các anh em. Cậu dám? Thử xem. Cô và anh đỏ mắt nhìn nhau. Được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Lục Bắc cuối cùng cũng thỏa hiệp. Viên bội ậm ừ, đồ gan nhỏ. Bây giờ cô không còn sợ lục bắc nữa. Cả lục bắc và cô đều không biết những cử chỉ đe dọa và cãi vã giữa hai người bọn họ trong mắt ai đó lại trở nên mờ ám như thế nào. Một tiếng đập mạnh, cây bút đập vào cánh tay lục bắc để lại một vết mực và rơi xuống chân anh. Xin lỗi, tay tôi trơn quá thẩm nhật hàn xin lỗi mà không có một chút chân thành nào lục bắc tùy ý đứng dậy lau đi không sao thẩm nhật hàn không phải là một người đàn ông đơn giản vẻ ngoài tuy thờ ơ vô cảm nhưng vừa rồi trong mắt lại không giấu được sự thù địch và lạnh lùng điều này có nghĩa là anh đang coi lục bắc như một tình địch có thể nhặt nó lên cho tôi không cảm ơn thẩm nhật hàn chỉ vào cây bút dưới chân lục bắc lục bắc đang cao hứng giúp thẩm nhật hàn cầm bút lên anh nhân cơ hội này ngồi xuống bên cạnh viên bội hai đàn em còn lại cũng ngẫu nhiên tìm hai chiếc ghế rồi ngồi xuống lục bắc liếc nhìn thẩm nhật hàn và cô với vẻ thích thú rồi hỏi thẩm nhật hàn người đàn ông của cô ấy viên bội gọi anh là gì nghe thấy một từ nào đó lục bắc nhìn thấy rõ lông mày của người đàn ông vừa rồi đang rất chán nản liền thả lỏng ra thẩm nhật hàn viên bội không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy anh không bác bỏ lời của lục bắc về việc anh là người đàn ông của cô. Ôi, ngại quá. Chật, hóa ra là học bà đứng đầu lớp. Xin chào, tôi là kẻ bắt nạt, đứng cuối lớp, lục bắc. Anh giới thiệu với vẻ mặt bình tĩnh. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô thấy có người tự giới thiệu mình như thế này. Có bình thường không khi giới thiệu chỉ nói rằng mình đứng cuối lớp? Sau hai ngày quen nhau, hình ảnh kẻ bắt nạt của Lục Bắc đột nhiên sụp đổ trong lòng cô. Anh thực sự là một đứa trẻ và coi việc trả đũa như một cách thể hiện sự tức giận. Dường như thấy cô và thẩm Nhật Hàn không nói nên lời đối với anh. Lục bác sờ mũi và nhìn cô. Đang nhìn gì vậy bạn học? Không có gì. Viên bội ăn nói ngay thật. Vậy sao? Lục bác lấy điện thoại di động ra, nghịch vài lần rồi đẩy đến trước mặt cô. Đó là tài khoản mạng xã hội của anh ta. Viên bội cảnh giác nhìn anh ta và nói. Anh đang làm gì vậy? Lại muốn lừa tôi à? Trước mặt thì thế này Nhưng sau lưng lại làm chuyện khác Cô vẫn chưa quên chuyện xảy ra lúc sáng E hèm Không Chỉ là kết bạn thôi Không Viên bội thẳng thừng từ chối Lục Bắc lại đưa điện thoại cho thẩm Nhật Hàn Bạn cùng lớp thẩm Có thể kết bạn không Xin lỗi không mang điện thoại Giọng nói nhẹ nhàng của thẩm Nhật Hàn Nghe đặc biệt dễ chịu Nhưng cô vừa nhắn tin cho anh trước khi vào lớp Cái cỡ này nghe thật khó tin lời nói dối của thẩm nhật hàn thực sự tệ nhưng lục bắc cũng không có ép buộc tựa như thực sự tin tưởng lý do của thẩm nhật hàn lục bắc không quan tâm đến cô nữa đặt điện thoại lên bàn màn hình vẫn sáng trong giờ học chân của lục bắc vô tình va vào cô anh tự tin giải thích xin lỗi chân tôi dài viên bội chết lặng tay của lục bắc lại vô tình chạm vào tay đang ghi chép của cô cây bút vạch một vết mực trên giấy Xin lỗi, tay tôi dài. Viên bội vẫn mặc kệ. Cuối cùng đến lần thứ ba, Lục Bắc vô tình đá cô. Viên bội đã chống trả, cô nhéo mạnh vào đùi anh. À, đau, viên bội bỏ ra. Lục Bắc nhìn chăm chăm vào cô, cô cũng dương mắt nhìn lại không hề thua kém. Vì vậy tiếp theo, cô bắt đầu véo Lục Bắc hết cái này đến cái khác. Viên bội đang mải chi chóe không để ý đến áp suất không khí ngày càng thấp của thẩm Nhật Hàn ngồi ngay bên cạnh ngón tay cầm bút của anh trở nên trắng bệch vì lực quá mạnh tan học cô quay sang hạ giọng hỏi lục bắc anh muốn làm gì đồng thời cũng không quên tặng cho anh một ánh mắt hình viên đạn lục bắc nhẹ nhàng gõ điện thoại di động lên bàn trang mã qr xuất hiện ở đó y tư rõ ràng tôi sẽ thêm viên bội lấy điện thoại ra và quét mã tôi thực sự phục anh sau khi kết bạn với lục bắc anh không còn làm phiền cô nữa Lắc lắc điện thoại, anh mỉm cười đầy ẩn ý, "Viên bội, chúng ta cùng chờ xem." Sau đó, anh dẫn theo hai đàn em bỏ đi. Cuối cùng tên rắc rối này cũng chịu rời đi và cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại, Thẩm Nhật Hàn đang thu dọn đồ đạc của mình, anh mắt anh nhìn cô một cách nghiêm túc, đi kèm với gương mặt lạnh lùng. Viên bội hơi rừng rốt, tại sao Thẩm Nhật Hàn lại nhìn cô như vậy? Có chuyện gì với anh vậy? viên bội hỏi trong lớp học vui không thầm nhật hàn hỏi lại à viên bội bối rối trong giây lát sau đó cô nhận ra rằng anh đang nói về hành động giữa cô và lục bắc trong lớp anh có vẻ rất tức giận chắc chắn là vì cô và lục bắc vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến việc học hành của anh không không vui chút nào thầm nhật hàn không hề biết rằng cô đã hiểu sai cảm xúc của mình trong lòng anh đang sôi sục chua chát nhưng bề ngoài trông anh vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh. Rõ ràng cô nói rằng cô thích anh và đang theo đuổi. Nhưng sau đó, cô ấy quay lại và bắt đầu cười đùa với tên côn đồ trong trường. Thậm chí còn thêm tài khoản mạng xã hội của người đàn ông đấy trước mặt anh. Không biết thầm nhật hàn trong lòng cô là gì. Cô kéo tay áo và nói, hội trưởng chúng ta đi ăn nhé. Ừ. Trên con đường dập bóng cây ra khỏi trường, Ánh mặt trời từng đợt chiếu xuyên qua kẽ lá, kéo dài bóng cô và thẩm nhật hàn sánh bước bên nhau. Thật tuyệt vời khi có cảm giác hai người bọn họ sẽ già đi cùng nhau như thế này. Vì vậy cô bắt đầu theo đuổi Nhật Hàn ngày thứ 108. Những lời tán tỉnh vô liêm sỉ, không ngừng được sử dụng. Hội trưởng, ừ. Viên bội nghiêm túc nhìn anh. Hội trưởng, tình yêu của em dành cho anh giống như bệnh tiêu chảy, em không nhịn được những bông hoa dại vô danh ở hai bên đường đang mọc vừa phải hương thơm tràn ngập thấy anh phớt lờ cô cô chọn một bông và đưa cho anh hội trưởng anh có biết đây là loại hoa gì không anh lắc đầu thật là trùng hợp em cũng không biết viên bội trả lời anh một cách nghiêm túc đó là hoa đỏ ở vườn hoa của trường chúng ta rõ ràng là màu xanh lam mà thầm nhật hàn nhìn cô rồi chỉ sang một bên theo hướng tay của anh cô nhìn thấy biển cảnh báo cấm hái hoa thẩm nhật hàn ngốc quá là cô hái hoa cho ai đây viên bội có một chút thất vọng chuyện tình ái của cô là đại kỵ sao tại sao thẩm nhật hàn ngoài việc có chút không nói nên lời thì cũng không có phản ứng nào khác nhưng cô không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc viên bội quyết nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và đan xen các ngón tay của cô với anh cô không hề cảm thấy áp lực gì khi làm việc này dù sao hai người bọn họ cũng đã nắm tay như thế này nhiều lần thẩm nhật hàn nhìn hai tay nắm chặt khóe miệng lặng lẽ cong lên có một chút màu đỏ trên chóp tai của anh đừng làm loạn dù nói vậy nhưng anh vẫn để cô ngoan ngoãn nắm tay có lẽ vì anh không thể làm gì được cô viên bội giải thích một cách hoành tráng tiền bối em phải trói chặt anh nếu không anh sẽ luôn chạy quanh trong trái tim em nó làm tim em đau đớn thẩm nhật hàn không nói nên lời tai đỏ đến mức như đang chảy máu có lẽ anh lại tức giận vì sự vô liêm sỉ của cô nên anh quay đi và ngừng nhìn cô nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng của anh cô thực sự sốc biểu hiện này có nghĩa là anh đang thực sự tức giận viên bội không dám chọc cho anh nữa cô sợ mình sẽ trở thành quá vụ trong lúc anh tức giận buổi chiều không có tiết học nên sau khi ăn xong món thịt nướng cô và thầm nhật hàn về khu nhà thuê viên bội trở về đánh một giấc ngon lành khi tỉnh dậy thì đã hơn 2 giờ chiều, lấy điện thoại ra, bấm vào game và chuẩn bị chơi vài ván. Sau khi cầm máy, cô theo thói quen kiểm tra bạn bè xem ai đang online, sau đó cô nhìn thấy Lục Bắc. Có lẽ anh đã thấy cô online và gửi tin nhắn cho cô. "Này, cậu cũng có thể chơi game sao? Gọi tôi là anh trai đi, tôi kéo cậu cải thiện điểm số nhé. Anh chỉ là một tay mơ mà dám coi thường tôi?" Dù sao tôi cũng đã ở trên chiến trường ăn gà được 2 năm rồi. Tôi gọi anh là chú, không cần. Anh có đủ cấp bậc không? Chỉ cần bíp bíp bíp. Nhưng không ngờ cô lại điên đến thế. Anh hỏi. Vậy cho tôi biết thứ hạng của cậu, để tôi xem liệu tôi có đủ tư cách không? Xin lỗi, tôi là siêu át chủ bài. Làm sao có thể? Viên bội, có phải cậu đã hách tài khoản không? Năm dấu chấm than là đủ để thể hiện sự sốc của anh. Nhưng nhìn cô có giống loại người đó không? Anh mới hack tài khoản ấy, nếu không bằng tôi thì đừng nghi ngờ tôi, đồ gà tiểu học. Cậu đang nói về ai vậy? Tôi không tin, vào phòng nào? Được rồi, anh dẫn đi. Viên bội quay lại trang game gà, bấm vào bạn bè, tìm thấy Lục Bắc và thấy cấp bậc của anh là kim cương bất tử. Ha ha, quả thực là không bằng cô. Viên bội vào phòng game do Lục Bắc mở ra, bên trong ngoài anh còn hai người khác. Đó là hai đàn em của anh. Xin chào, tôi là Tô Thức. Tô Thức chính là người khen Lục Bắc hôm nay dễ thương. Tôi là Trần Thiên. Đây là người còn lại. Xin chào, tôi là Viên Bội. Chào hỏi xong, Lục Bắc liền háo hức bắt đầu trò chơi. Viên Bội điều khiển các nhân vật trong game và đánh bại nhiều người chơi một cách dễ dàng. Sau khi nhìn Lục Bắc, cô phát hiện cấp bậc của anh không cao nhưng lại rất giỏi về chiến thuật. Thành tích cũng không tệ. Lục Bắc có vẻ có mâu thuẫn với cô. Cô ở đâu thì anh sẽ đến đấy. Sau đó khi anh bị một người chơi kéo chân, cô chạy đến sườn đồi cách đó không xa, dùng súng trường AKM xử lý người chơi đó và lấy hết được vật phẩm thành công. Một vài người và máy móc khác đã bị bỏ lại. Lục Bắc, người bị đánh gần mất mạng, nhìn những đồ bị cướp và uống nước hồi phục một cách giận dữ. Sau khi phục hồi, lên điều khiển nhân vật chạy đi nơi khác. Lục Bắc cuối cùng cũng ngừng bám theo cô. Sau nửa giờ, trò chơi kết thúc. Chúc may mắn, tối nay chúng ta ăn gà nhé. Nhìn vào biểu tượng chiến thắng trên game, viên bội mỉm cười. Chơi thêm hai và nữa với họ, sau đấy cô nghỉ ngơi, tự hào gửi tin nhắn cho Lục Bắc. Thế thế nào, anh có phục không, người mới? Trong mấy ván này, ngoài câu chúc may mắn, tối nay ăn gà, còn có vài câu nguy hiểm phía trước và cứu tôi của Lục Bắc. Vì thế cô đã cứu anh nhiều lần. Một phút sau, Lục Bắc vẫn không trả lời. Viên bụi tự hỏi liệu cô có làm tổn thương lòng tự trọng của anh không? Cô nghe nói con trai có lòng tự trọng rất cao và luôn khát khao chiến thắng trong các trò chơi. Năng lực tinh thần của anh kém đến vậy sao? Giấy tiếp theo cô biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lục Bắc nhắn. Bố, bố mau kéo con theo với, con có thể làm rất tốt. Phía sau còn có vẻ ngượng ngùng cầu xin này Lục Bắc, các đàn em của anh có biết anh vô liêm sỉ như thế này không? Vừa rồi anh còn kiêu ngạo ngang trời, dây tiếp theo liền hạ mình xuống để cầu xin. Sự tương phản trong tính cách của Lục Bắc lớn đến mức cô không kịp tiếp nhận. Nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, ai có thể ngờ rằng kẻ bắt nạt mà họ thường sợ hãi lại thực sự có một mặt như thế này. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, sau đó điện thoại rung lên là Lục Bắc. Bố ơi, mở cửa nhanh lên, Tại sao anh lại đến đây? Cô đứng dậy và mở cửa. Bố. Mắt lục bắc lấp lánh khi nhìn cô. Không cần phải gọi cô là bố đâu. Khóe miệng cô giật giật. Gọi tôi là viên bội. Sao anh lại ở đây? Được rồi viên bội. Tôi tới chơi game với cậu. Nói xong anh lèn vào nhà cô. Như sợ cô không cho vào. Anh nhìn ngôi nhà nhỏ của cô và nói. Chơi game trực tiếp là thú vị nhất. Được. Viên bội đóng cửa lại lục bắc và cô đều là những người rất nghiêm túc nên hai người bọn họ đều nghĩ hai người ở cùng nhau sẽ không có vấn đề gì viên bội lại hỏi anh anh muốn uống gì có sữa không lục bắc chờ đợi nhìn cô viên bội dững sờ một lúc theo cô được biết rất ít con trai thích uống sữa viên bội luôn nghĩ rằng đối với những người như lục bắc rượu là thứ đồ uống tiêu chuẩn của họ lục bắc một lần nữa làm mới sự hiểu biết của cô về anh có Viên bội vào bếp và rót cho anh một ly sữa. Đây, chiếc cốc này mới, chưa sử dụng đâu. Ồ, cảm ơn nhé. Sau khi nhấp một ngụm sữa, Lục Bắc hỏi cô. Bà, viên bội, sao cậu chơi game giỏi thế? Lúc đầu anh ta không phục, nhưng sau khi chơi vài ván, anh lại rất ấn tượng với chiến lược và kỹ năng của viên bội. Hơn nữa, cô đã cứu anh vài lần. Viên bội nhìn anh ra vẻ nghiêm túc. Bí mật không thể tiết lộ. Lục bác nói Viên bội, cậu có thể kéo tôi đi cùng được không? Không Chết tiệt Tay cô vô thức nắm chặt lại Không hề có mối liên hệ nào giữa vẻ mặt sắc sảo và tính cách ấu trĩ của anh Đi mà Lục bác kéo tay cô năn nỉ Người ta nói điều nguy hiểm nhất là khi một kẻ mạnh mẽ bắt đầu hành động một cách nhão nhẽo Ai có thể chịu đựng được Dù sao thì cô cũng không thể chống đỡ thêm được nữa Viên bội lập tức đấm vào mặt anh anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không viên bội nổi ra gà khắp nơi được lục bắc ủ rũ ngồi thẳng dậy anh lấy điện thoại di động ra ý tứ đã rõ ràng viên bội không từ chối nữa dù sao thì chứng nghiện game của cô đã được giải tỏa và tình cờ cô cũng có người để chơi cùng lục bắc và cô ngồi trên ghế sofa chơi game suốt cả buổi chiều hai người bọn họ khá vui vẻ ngoại trừ thỉnh thoảng lục bắc có nói vài câu làm cho cô sởn ra gà Nhìn thời gian đã là 6 giờ rưỡi chiều, đang nghĩ tới việc gọi đồ ăn, Lục Bắc sờ bụng mình. "Tôi đói quá, đi thôi." Viên Bội, "Tôi đãi cậu ăn lẩu." Mắt Viên Bội sáng lên, đã lâu rồi cô chưa được ăn lẩu. "Hãy coi nó như một món quà đáp lại việc cậu đã kéo tôi trong game." "Được, ăn thì không từ chối được." Nghĩ nghĩ cô lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn. "Hội trưởng, có muốn đi ăn lẩu cùng nhau không?" trước đây hai người bọn họ luôn ăn cùng nhau có lẽ anh sẽ không phiền nếu có thêm một lục bắc nữa phải không phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức như thể anh đang chờ tin nhắn của cô ừ viên bội mặc áo khoác và buộc tóc đuôi ngựa đi giày và sách túi theo lục bắc đi ra ngoài khi cô mở cửa cô thấy thẩm nhật hàn đang cúi đầu đứng trước cửa nhà chờ cô nghe thấy âm thanh thẩm nhật hàn ngẩng đầu nhìn sang khi nhìn thấy lục bắc ở phía sau cô ánh mắt vốn hiền lành của anh lập tức trở nên lạnh lùng nó giống như là một lưỡi dao găm chĩa về phía cô lục bắc và cô gần như vô thức lùi lại một bước ánh mắt của thầm nhật hàn thật đáng sợ vẻ mặt giống như một người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy tại sao cậu ta lại đi ra từ nhà em giọng nói của thầm nhật hàn lạnh lùng cô nhìn sang lục bắc à lục bắc tới đây chơi viên bội giải thích đúng vậy tôi tới đây cùng viên bội chơi game lục bắc đồng ý chủ yếu là vì cái nhìn chằm chằm của thẩm nhật hàn khiến lục bắc cảm thấy tê dại như thể thẩm nhật hàn sắp lấy mạng anh ta khá là đáng sợ ai có thể nói cho cô biết tại sao nhật hàn trông gầy gò nhưng lại có khí chất mạnh mẽ như thế này không thái độ bắt nạt ở trường của lục bắc lần nào cũng bị dập tắt thẩm nhật hàn quay lại nhìn cô vẻ mặt càng lạnh lùng hơn em cứ để một người đàn ông lạ vào nhà như thế này à lục bắc và cô đều bối rối ờ um, có vấn đề gì sao ạ viên bội yếu ớt hỏi mọi người đều biết anh anh chỉ đến chơi game với cô chứ không làm gì cả tại sao hội trưởng trông tức giận như vậy thẩm nhật hàn cười giận dữ em quen anh ta bao lâu rồi sao em dám cho anh ta vào nhà nếu anh ta là người xấu thì em sẽ làm gì người xấu cô nhìn lục bắc hỏi anh ấy à lục bắc không nhìn cô mà nhìn thẩm nhật hàn và xua tay sợ hãi không không đừng hiểu lầm ồ anh ấy nói là không viên bội nhìn thẩm nhật hàn đi thôi đói quá chúng ta đi ăn lẩu đi viên bội đưa tay định ôm anh nhưng anh tránh được cô nỗ lực tận dụng lợi thế đã thất bại có chuyện gì vậy viên bội hỏi anh thẩm nhật hàn chỉ nhìn lục bắc và hỏi cô cậu ta cũng đi à ừ anh ta phải đi nếu không thì ai sẽ trả tiền kẻ bắt nạt đang trả ơn cô chỉ nghĩ đến điều đó thôi cô đã thấy phấn khích rồi hôm nay cô nhất định phải chỉnh đốn lục bắc một cách nghiêm khắc được rồi để cậu ta đi đi tôi sẽ không đi nữa thẩm nhật hàn nghiến răng nói từng chữ tại sao viên bội chưa kịp hỏi xong thì thẩm nhật hàn đã vào nhà đóng sầm cửa lại viên bội và lục bắc đứng đó nhìn nhau viên bội hỏi lục bắc Trước đây anh đã từng đắc tội anh ấy chưa? Nếu không tại sao thẩm Nhật Hàn lại có vẻ ghét anh và từ chối đi ăn cùng anh? Không. Lục Bắc cũng khó hiểu. Chẳng lẽ thẩm Nhật Hàn thực sự coi anh là tình địch của mình? Thấy cô nhìn anh nghi ngờ, Lục Bắc nhanh chóng giải thích. Thật sự, tuy là đầu gấu nhưng tôi rất có nguyên tắc đấy. Không gây rối với học sinh giỏi, chỉ đánh những học sinh kém. Và thẩm Nhật Hàn là một trong những học sinh giỏi đó nên không đụng đến anh lục bắc lưỡng lự nhìn cô nói viên bội cậu có bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân có thể là do cậu không tôi không thể nào tôi thích anh ấy quá nhiều làm sao tôi có thể chọc giận anh ấy được cậu thích anh ấy ừ nhưng tôi vẫn chưa theo đuổi được viên bội hơi thất vọng yên tâm thế nào cũng bắt được lục bắc kiên định nói ồ vậy thì tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên bổ ích đi thôi chúng ta đi ăn trước đi lục bắc nhìn cô không vui nói ở cùng nhau một buổi chiều lục bắc cảm thấy viên bội rất thoải mái khi ở cùng cô mạnh mẽ thú vị không khoa trương và điều quan trọng là không sợ anh anh thật lòng coi viên bội là người anh em tốt nếu người anh em này có thể giúp anh mỗi ngày nâng cao điểm số thì càng tốt được đi ăn trước đi nhìn cửa phòng bị đóng của thẩm nhật hàn quên đi lát nữa cô sẽ mang đồ ăn về cho anh viên bội và lục bắc đi thang máy xuống ở trong phòng thẩm nhật hàn đang ngồi trên ghế quay hàm nghiến chặt sắc mặt anh u ám không còn vẻ lạnh lùng nữa anh là thế này đây lạnh lùng là để che đậy sự tàn ác bên trong trong mắt nhật hàn không ngừng sôi sục lửa giận còn có một tia khó có thể nhận ra ủy khuất đây là lần đầu tiên anh tức giận với viên bội đây cũng là lần đầu tiên viên bội phớt lờ anh cô không gõ cửa để gọi anh cũng không gửi tin nhắn cho anh tất cả đều là do tiên đàn ông đó lục bắc viên bội em thật tốt bụng trưa nay cô còn nói những lời yêu đương với anh quay đi lại cho người đàn ông khác vào nhà anh thậm chí còn chưa vào nhà cô trước đây khi anh đến gặp cô với lý do mượn thứ gì đó anh sẽ chỉ đứng ngoài cửa không dám đi vào anh không muốn ngôi nhà ấm áp của cô bị ô nhiễm bởi khi chất tàn áp của anh nhanh chóng như vậy nhưng bây giờ một người đàn ông khác đã bước vào lẽ ra trước đấy anh không nên kiềm chế cùng lúc thẩm nhật hàn cũng cảm thấy có một chút bối rối chẳng lẽ việc cố gắng gây khó dễ đã khiến viên bội mất kiên nhẫn liệu viên bội sẽ không còn thích anh nữa vì người đàn ông đó sao họ sẽ ở bên nhau chứ nghĩ đến đây anh lấy điện thoại di động ra và gọi điện cuộc gọi được kết nối với em trai anh ghi chú danh bạ là tình yêu của hoàng tử bé đầu bên kia bắt máy anh ơi có chuyện gì thế nhớ em à ôi em biết một ngày cách nhau ba mùa thu anh anh nhớ em cũng là điều dễ hiểu thôi dù sao thì em cũng thông minh dễ thương duyên dáng và đẹp trai như vậy giọng nói sang trọng và quyến rũ không thẩm nhật hàn lạnh lùng cắt ngang lời nói tự luyến của em trai mình quả nhiên là em ruột thẩm hy châu lập tức cảm giác được thẩm nhật hàn có gì đó không ổn anh cũng trở nên nghiêm túc anh sao vậy chuyện gì đã xảy ra sao em nói đừng dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của con gái có thể chiếm được trái tim của họ thật sự có thể sao thẩm nhật hàn lúc này thực sự nghi ngờ lời khuyên của em trai mình có đáng tin cậy hay không anh việc này kỳ thật là tùy người anh không phải là thất bại rồi đúng không thẩm hy châu bỗng cảm thấy có một chút áy náy anh biết cô gái mà anh trai mình thích đang theo đuổi anh thẩm hy châu đã nói với anh như vậy khi thẩm nhật hàn xin anh lời khuyên bởi vì đây là thủ đoạn mà anh thường dùng để dụ dỗ các cô gái Dù có đôi lúc phản tác dụng Nhưng thẩm hy châu cũng không ngờ rằng Anh trai mình sẽ thực sự nghe theo thủ đoạn của anh Không, đó chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi Anh ơi, khi nào em có thể gặp chị dâu? Có vẻ như từ chị dâu đã đánh trúng tâm trạng Anh trở nên vui vẻ Đừng lo, sẽ sớm thôi Được rồi, anh, tóm lại xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hi Châu cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ. Một người đàn ông xuất hiện, Thẩm Nhật Hàn lại trở nên u ám khi nhắc đến Lục Bắc, cậu ta làm cho anh có cảm giác bị đe dọa. Là tình địch sao? Thẩm Hi Châu thận trọng hỏi. Có thể. Thẩm Hi Châu suy nghĩ một lúc. Anh, em cũng nghĩ vậy. Sao anh không ngừng việc làm khó chị dâu lại đi? Nếu tiếp tục trò chơi, khó nắm mắt mới trân trọng, vợ anh có thể sẽ bị kẻ khác cướp mất cứ chấp nhận lời tỏ tình của chị dâu và làm bạn trai của chị ấy đi chỉ có thế những người đàn ông khác sẽ không có cơ hội có vẻ nghe khá hợp lý nhưng thẩm nhật hàn lại sợ anh sợ viên bội chỉ thích sự lạnh lùng giả vờ của anh anh sợ viên bội sẽ sợ anh nếu biết được sự tàn ác bên trong của anh cô sẽ không còn thích anh nữa cho nên thẩm nhật hàn chưa bao giờ dám đồng ý lời tỏ tình của viên bội để anh suy nghĩ đã tuần này em có thể đến cho anh hai ngày được không Chủ yếu là vì Thẩm Hy Châu muốn xem vận may có thể gặp chị dâu hay không. Ừ, Thẩm Nhật Hàn luôn rất bao dung với em trai của mình. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp điện thoại. Thẩm Nhật Hàn ném điện thoại sang một bên và nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã là 7 giờ 10. Đoán là họ đang say dưa ăn uống, nên anh bực tức mà vò đầu bứt tai. Lục Bắc, người đàn ông chậm rãi phun ra hai chữ này. Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt âm hiểm đáng sợ nam đấm của anh siết chặt như thể anh đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó lục bắc đang ăn lẩu không để ý bị hắt hơi một cái anh lấy khăn giấy lau mũi thì thầm ai đang chửi mình đấy nghe thấy câu này cô hả hê chắc là kẻ thù của anh đấy lục bắc bĩu môi không cam tâm viên bội đã có khoảng thời gian dễ chịu khi được ăn lẩu trên đường trở về căn hộ cô gọi cháo hải sản mang về sau khi tạm biệt lục bắc Cô gõ cửa phòng Thẩm Nhật Hàn. Thẩm Nhật Hàn mở cửa ra nhìn thấy cô. Trong mắt anh hiện lên một tia bối rối. Sau đó là một chút cảm giác tủi thân. Em tới đây làm gì? Không phải đã đang cùng người đàn ông khác ăn lẩu sao? Đến tìm mình làm gì chứ? Viện bội nở nụ cười nịnh nọt, lắc lắc cháo hải sản trong tay. Anh là chắc chưa ăn gì, em mang cháo hải sản cho anh đây. Em còn quan tâm đến tôi đấy à? thẩm Nhật Hàn liếc nhìn bát cháo, Cơn tức giận cả buổi chiều đã tiêu tan, nhưng trong giọng nói của anh vẫn còn rất nhiều sự ghen tị. Viên bội tự hỏi, "Bình có nghe nhầm không?" liếc nhìn Nhật Hàn, dường như không khác gì thường ngày. "Tất nhiên là em phải chăm sóc bạn trai tương lai của mình rồi." Nói xong, cô lại tận mắt nhìn thấy tai của Thẩm Nhật Hàn đỏ lựng, đáng yêu quá đi mất. "Đừng nói linh tinh, tôi vào trước, em có thể về được rồi." Giọng nói của Thẩm Nhật Hàn nghẹn ngào có chút run rẩy thẩm nhật hàn nhận lấy phần cháo trên tay cô quay người đóng vội cửa lại cảm giác như đang chạy trốn nhìn cánh cửa đóng kín cô bật cười bạn trai tương lai dễ thương thật cười đủ rồi cô quay người đi về nhà thẩm nhật hàn đóng cửa lại xong thì đặt tay lên tim mình nơi anh cảm thấy như sắp vỡ ra vì phấn khích bạn trai tương lai ánh mắt của thẩm nhật hàn trở nên mãnh liệt và sâu thẳm hơn Cuối tuần cuối cùng cũng đến, cô trở về từ siêu thị cùng chút hoa quả. Trong lúc chờ thang máy, có một cậu trai đứng cạnh cô. Trông khá là trẻ, với tóc màu xám cho, đôi mắt cún rũ xuống và mái tóc khiến cậu càng trông giống một chú cún con. Vên bội lén nhìn vài lần rồi thu ánh mắt lại. Cậu ta trông quen quen, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Khi thang máy đi xuống, cô ấn số tầng, cô quay lại hỏi. Anh định đi tầng nào? Tầng 5, cảm ơn. Thiếu niên không ngẩng đầu lên, hình như đang bận gửi tin nhắn. Tầng 5, viên bội bối rối hỏi, anh ở cùng tầng với cô à, tại sao cô chưa thấy anh? Nghe thấy sự nghi ngờ của cô, cậu bé ngẩng đầu lên. Ừ, ôi, vãi, chị dâu. Thẩm Hy Châu nhìn rõ người trước mặt, gần như là buột miệng gọi chị dâu. Cậu đã nhìn thấy ảnh chị dâu trong điện thoại của anh trai mình, cũng không ngờ sẽ gặp cô trong thang máy, viên bội giật mình sao anh lại nhìn cô như nhìn thấy ma vậy thấy cô sợ hãi thẩm hy châu có một chút xấu hổ gãi đầu thật xin lỗi chị gái thẩm hy châu còn chưa dám gọi chị dâu nhưng nghĩ lại gọi chị gái sẽ an toàn hơn viên bội lắc đầu và nói không sao sau khi ra khỏi thang máy cô nhìn cậu bé bước về phía cánh cửa đối diện mình cô đang tự hỏi cậu ấy có phải là bạn của thẩm nhật hàn không thẩm hy châu đi đến trước cửa phòng của anh trai muốn tăng cường sự hiện diện của bản thân quay lại giải thích em là em trai của chủ nhân ngôi nhà này tên là thẩm hy châu chị sống ở căn đối diện à ừ viên bội trả lời hóa ra là em trai của thẩm nhật hàn thảo nào trông anh quen quen chị gái có muốn qua đây chơi không thẩm hy châu mời cậu muốn tạo cơ hội cho anh trai mình không cần đâu hai người cứ chơi đi thật lòng cô có một chút hưng phấn vì cô chưa từng đến nhà của thẩm Nhật Hàn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định không nên làm phiền họ. Nghe được lời từ chối của cô, thẩm Hy Châu có một chút thất vọng. Được rồi. Sau khi mỉm cười, cô tạm biệt với cậu ấy, quay người bước vào nhà. Sau khi cất trái cây đi, cô nằm dài trên ghế sofa và xem một bộ phim thần tượng. Thẩm Hy Châu vừa vào cửa, liền hưng phấn chạy tới chỗ thẩm Nhật Hàn. Anh ơi, Vừa rồi em vừa nhìn thấy chị dâu Xinh đẹp quá Ngoài đời trông cô đẹp hơn trong ảnh của anh trai Chị dâu Hai chữ này làm thẩm Nhật Hàn khá hài lòng Tâm tình anh cũng rất vui vẻ Sau đó thẩm Nhật Hàn nghe thấy giọng nói phiền muộn của em trai mình Nhưng em vừa mời chị ấy qua chơi Chị ấy đã từ chối Nghe vậy thẩm Nhật Hàn đẩy bàn tay đang bám trên người mình của thẩm Hy Châu ra Đừng suy nghĩ nhiều Chị dâu của em có việc riêng phải làm thẩm nhật hàn bình tĩnh nói ồ ồ thẩm hy châu nhìn căn nhà nơi anh trai mình ở giống như là một đứa bé tò mò đây là lần đầu tiên cậu đến đây và cậu chợt nghĩ đến điều gì đó anh không phải anh chuyển đến đây vì chị dâu đấy chứ thẩm nhật hàn không phủ nhận thẩm hy châu kinh ngạc há miệng cậu không bao giờ nghĩ rằng anh trai mình lại phát cuồng vì tình yêu như thế nhìn thấy phản ứng của thẩm hy châu thẩm nhật hàn nhớn mày Sao vậy? Dốc. Ừ, có một chút. Anh, khi nào em có thể gọi chị dâu trước mặt chị ấy? Sớm thôi. Thẩm Nhật Hàn nghĩ đến những gì Viên Bội đã nói tối hôm đó về bạn trai tương lai của cô, Khuấy mùi anh bất giác cong lên. Thẩm Hy Châu nhìn anh trai cười ngốc ngách, xoa ngón tay, sao lại có cảm giác anh trai mình giống như là một con sói lớn xấu xa vậy? Hai người nói chuyện khác. Bộ phim thần tượng máu cún khiến cho cô buồn ngủ đúng lúc cô đang ôm gối chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa viên bội đứng dậy và ra mở cửa đứng ngoài cửa là lục bắc lục bắc nhìn thấy cô cười ngây thơ nói viên kiếm tôi đến chơi với cậu thực tế là tôi đến gặp cậu là để cậu giúp tôi nâng cao trình độ vẻ ngoài ngoan ngoãn đó khiến không ai có thể tưởng tượng được anh là đầu gấu khiến cho mọi người trong trường phải khiếp sợ nói xong anh ta bước ngay vào nhà mà không đợi cô nói gì viên bội bất lực nhìn theo rồi đóng sầm cửa lại tôi nói này lục bắc anh cứ như vậy xông vào nhà con gái mà được sao ồ bố à viên bội chúng ta thân quen lắm rồi nhà của bố cũng là nhà của con lục bắc cãi lại ha ha hai người bọn họ trở nên thân thiết từ bao giờ vậy nhìn xem viên bội lần này tôi mang theo đồ ăn nhẹ không biết là cậu thích ăn gì nên là mua mỗi thứ một ít lục bắc chỉ vào cái túi trên bàn thật chú đáo được rồi lấy điện thoại ra đi nếu đã có tâm như vậy thì cô sẽ thương xót mà kéo anh khi cùng chơi game viên bội mở gói đồ ăn nhẹ và đăng nhập vào trò chơi vào thôi hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa chơi game thời gian trôi qua rất nhanh mẹ kiếp viên bội viên bội cứu tôi đến đây một người chơi cõng lục bắc trên lưng và khiêu khích anh chết tiệt anh ta thật kiêu ngạo anh ta đang coi thường tôi Lục Bắc ở bên cạnh hét lớn. Viên bội cười ngặt nghẽo đến mức lỡ chạm vào lưng đối thủ và giết chết hắn. Ha ha, Lục Bắc, bình tĩnh. Bắt nạt kẻ yếu. Anh biết đấy, trước đây tôi cũng đã từng bị đối thủ cõng. Trong cùng một ván, cô đã bị hai người khác nhau cõng. Đặc biệt là một người khiêu khích trước mặt cô và một người khiêu khích bên cạnh cô. Trời đất, khi cô ấn vào thì nó báo là bạn không thể nhảy trong tình trạng hiện tại không ảnh hưởng gì lắm, nhưng lại rất xúc phạm. Lục Bắc vẫn không vui, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị đánh theo kiểu như thế này. Lục Bắc liếc nhìn thời gian, đã đến giờ ăn tối rồi. Viên bội sờ bụng nhìn Lục Bắc. Được rồi, đi ăn thôi, tôi đói quá. Ừ, giọng Lục Bắc có một chút miễn cưỡng. Khi ra ngoài trong tiềm thức của cô muốn tìm thầm Nhật Hàn, nhưng sau đó cô nghĩ lại và nhận ra rằng em trai anh cũng ở đây, chắc rằng họ đang ăn tối cùng nhau vì không muốn làm phiền nên cô không đi tìm anh mà đi ăn với lục bắc anh em đói quá nghe nói có quán thịt nướng mới mở ở gần đây chúng ta đi ăn thịt nướng đi thẩm hy châu trước khi đến đã tìm hiểu quá nhiều tham lam muốn thử tất cả các món được thẩm nhật hàn có một chút lờ đãng liếc nhìn điện thoại rồi lại đóng lại đi nào sau khi ra khỏi nhà anh khó gửi đối diện nhưng không có phản hồi không có ở nhà sao anh Chị dâu không có ở đây sao? Ừ. Đôi mắt của Thẩm Nhật Hàn tối sầm, anh lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Viên Bội. Em không ở nhà à, em đang ở đâu? Sáng sớm mà chị dâu không có ở đây sao? Chị ấy ra ngoài á, hay là đi ăn? Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Nhật Hàn tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa rồi nhét vào túi. Đi thôi. Lục Bắc và cô đến quán thịt nướng mới mở nghe nói đồ ăn ở đây khá ngon. Lục bác suốt đường đi đều không vui. Được rồi, anh dù sao cũng là đầu gấu, sao còn chấp nhặt chuyện trẻ con như vậy? Hai chuyện này không giống nhau. Anh ta đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của tôi. Lục bác nói đầy tức giận. Chưa từng có ai dám đối xử với anh như vậy. Điều này chứng tỏ người đó rất mạnh mẽ. Anh phải chịu thiệt thòi rồi. Viên bội vỗ vai anh an ủi. Đi vào nhà hàng thịt nướng và gọi đồ ăn thịt được nướng nóng hổi và tỏa ra mùi thơm mùi thơm quá không thể không tăng lên mạng xã hội được viên bội lục túi nhưng không tìm thấy điện thoại chắc là để quên trên ghế lục bắc rất nhanh bị thu hút không còn vẻ buồn bực nữa mà thay vào đó là bộ dạng ăn uống vui vẻ ở bên kia thẩm nhật hàn vẫn đang trên đường đi đến quán thịt nướng liên tục kiểm tra điện thoại giao diện trò chuyện với viên bội vẫn im lặng anh nhìn vào ảnh đại diện của cô vô tình chạm hai lần và thấy. Tôi vỗ nhẹ viên bội, tôi quỳ xuống nói rằng anh là chúa của tôi. Thực ra đây là một tính năng của mạng xã hội. Khi chạm vào hình đại diện thì sẽ có một câu do người dùng cài đặt hiện ra, na ná là tính năng chọc của Facebook. Suy nghĩ một lát, anh lướt nhìn thẩm hy châu. Có chuyện gì thế, anh trai? Thầm Nhật Hàn vất lờ cậu, tìm giao diện trò chuyện với em trai, vỗ nhẹ ảnh đại diện và nhìn thấy Viên bụi vỗ nhẹ Hy Châu, cô đau đầu và anh đang ị. Thẩm Nhật Hàn không nói gì nhìn Hy Châu. Thẩm Hy Châu khó hiểu nhìn lại. Một giây tiếp theo, thông báo mạng xã hội vang lên. Cậu lấy điện thoại ra và nhìn thấy anh trai vừa chọc mình. Thẩm Hy Châu có chút xấu hổ. Anh, cái này chỉ là nói đùa thôi. Hai người bước vào quán thịt nướng. Thẩm Nhật Hàn lập tức nhìn thấy hai người đang ngồi bên cửa sổ. Đôi môi đỏ mọng khiến anh mong mỏi bấy lâu của viên bội giờ đây căng mọng, đôi mắt cũng sáng ngời. Cô đang trò chuyện và cười đùa với người đàn ông ngồi đối diện trong khi nướng thịt. Họ thực sự trông giống một cặp đôi. Thẩm Nhật Hàn vô thức giết tay lại. Được rồi, tôi không ở nhà, tôi không trả lời tin nhắn, nhưng tôi đang ở đây ăn thịt nướng với người đàn ông khác. Anh tự diễn giải mọi chuyện. Thẩm Hy Châu hiển nhiên cũng nhìn thấy. Anh, đó không phải là chị dâu của em sao? Người đàn ông đối diện chị ấy là ai? Đó không phải là người mà anh trai anh nói đến đấy chứ Mẹ kiếp Anh ta dám cướp chị dâu của cô Giọng nói của thẩm Hy Châu vô thức im bặt Khi nhìn thấy khuôn mặt của thẩm Nhật Hàn Sắc mặt thẩm Nhật Hàn vô cùng u ám Đôi mắt tối sầm Tại sao họ lại đi cùng nhau lần nữa Sao có thể thế được Viên bội không thể có mối quan hệ khác được Phải không Không, không Vợ sắp bị thằng khác hững tay trên rồi đấy Thẩm Nhật Hàn đang cố gắng hết sức để tự an ủi bản thân. Nhưng sự bình tĩnh mà anh tạo dựng được cuối cùng vỡ tan khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của viên bội với người đàn ông khác. Đôi mắt của Thẩm Nhật Hàn đỏ hoe, nắm tay siết chặt. Anh quên hết những lời khuyên trong việc tán tỉnh, gì mà lặt mềm buộc chặt. Bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy viên bội của anh. Nhật Hàn xảy bước về phía bàn. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Thẩm Nhật Hàn đang đi về phía cô và trông anh có vẻ gì đó là lạ. Theo sau anh là Thẩm Hy Châu. Viên bội giơ tay. Học trưởng, thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? Cùng ăn... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thẩm Nhật Hàn kéo ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Nhanh đến mức, Thẩm Hy Châu thậm chí còn không kịp đuổi theo. Ôi trời, cô còn chưa lau miệng nữa. Tại sao học trưởng cảm thấy tức giận như vậy? Học trưởng, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui à? thẩm nhật hàn phớt lờ cô và tiếp tục bước nhanh viên bội không còn cách nào khác ngoài im lặng và đi theo nhật hàn kéo cô vào một con hẻm đúng lúc cô đang thắc mắc tại sao mình không biết ở đây có một con hẻm thì ngã vào một cái ôm ấm áp cùng với đó là một khuôn ngực rắn chắc đầu của thẩm nhật hàn vùi vào vai cô hơi thở nặng nề của anh phả xuống như móng vuốt cào cào vào trái tim cô toàn thân cô như hóa đá cũng không dám cử động ôi trời ơi Cô phấn khích quá. Đừng thích anh ta, được không, Viên Bội, em đừng thích anh ta. Em có thể chỉ nhìn tôi được không, Viên Bội, và đừng cười với người đàn ông nào khác. Thẩm Nhật Hàn liên tục ôm chặt cô, giọng run rẩy, giống như là một con chó lớn rất bất an. Viên Bội hoàn toàn choáng váng. Ai có thể cho cô biết tại sao Thẩm Nhật Hàn lại như thế này và làm sao anh lại hành động như thế này được không? Dễ thương chết đi được ngoài ra anh ta này ám chỉ ai lục bắc học trưởng ý anh là lục bắc viên bội thận trọng hỏi đừng nhắc đến anh ta viên bội thẩm nhật hàn không thích nghe thấy hai từ này anh sợ viên bội chắc chắn người anh nói là lục bắc học trưởng sốt sáng như vậy chẳng lẽ cho rằng lục bắc khiến anh cảm thấy bị đe dọa chẳng nhẽ anh cũng thích mình sao viên bội vùng ra khỏi vòng tay của thẩm nhật hàn nằm lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách nghiêm túc học trưởng em sẽ không thích người khác từ đầu đến cuối em đều thích anh trong mắt thẩm nhật hàn hiện lên vẻ bối rối anh cúi đầu lẩm bẩm thật sao thật em thích anh em chỉ thích anh thôi viên bội gật đầu khẳng định thẩm nhật hàn bật cười giống như là một đứa trẻ được cho kẹo với niềm vui từ tận đáy lòng được anh tin em viên bội kìm ném trái tim đang đập loạn của mình và hỏi anh Vậy học trưởng, chúng ta có ở bên nhau không? Ừ, bây giờ anh là bạn trai của em. Thẩm Nhật Hàn gật đầu, em đã có bạn trai, sau này không được phép nhìn người đàn ông khác. Câu nói đầy mùi giấm chua. Ôi học trưởng ghen cũng dễ thương quá đi mất. Kể cả bố em cũng không được sao? À, ngoại trừ bố em. Học trưởng, anh đáng yêu quá đi mất. Sau khi nghe những lời của cô, mặt Thẩm Nhật Hàn đỏ bừng. Ánh mắt thay đổi, giây tiếp theo anh cúi xuống hôn cô. Trong lòng cô đang gào thét, mẹ ơi, vừa rồi con không kịp lau miệng kỹ, toàn là vị thịt. Xin lỗi hào trưởng, em đã ăn hơi nhiều. Thẩm Nhật Hàn không hề ghét bỏ, cuối cùng hôn lên đôi môi mà anh hằng mong ước, anh chỉ muốn nhiều hơn nữa. Viên Bội rất ngạc nhiên trước tính chiếm hữu của anh, anh buộc cô phải đăng thông báo chính thức trên mạng xã hội ngày hôm đó. Viên Bội chụp một bức ảnh cùng với dòng chữ người trước mặt từng là người tôi yêu nhưng bây giờ người tôi yêu lại là người bên gối nhưng cô chợt nhận ra anh đã lên kế hoạch từ lâu và đã đạt được điều mình muốn viên bội bối rối hỏi ý của anh là gì nhưng anh chỉ mỉm cười và không nói gì điều cô không biết là trước đây thẩm nhật hàn đã từ chối hai lời tỏ tình của cô ngoại trừ yếu tố chơi đùa ra chỉ là để xác nhận rằng cô thực sự yêu anh chứ không phải là chỉ thích đó là lý do tại sao anh từ chối cô khiến cô thực sự phải suy nghĩ rõ ràng liệu cô có thực sự yêu anh hay không. Khi hai người bọn họ ở bên nhau, Lục Bắc vẫn phất lờ với lời cảnh báo của thầm Nhật Hàn và luôn tìm cô để chơi game. Nhưng Lục Bắc không dám ở lại quá lâu. Dù sao cũng có người không muốn nhìn thấy anh ta rồi lại lo lắng được mất. Cuối cùng để thể hiện chủ quyền, thầm Nhật Hàn chuyển thẳng đến căn hộ của cô. Được rồi, là để ngăn cản Lục Bắc đến nhà cô chơi game. Một ngày nọ, thầm nhật hàn phải quay lại trường học vì chuyện gì đó lục bắc lại đến gặp cô mà không sợ chết viên bội nhìn lục bắc đang đứng ngoài cửa không nói nên lời thở dài và hỏi anh lại tới chơi game à anh không sợ nữa à lục bắc không hài lòng nhìn cô tự tin nói xem cậu nói kìa tôi là loại người chỉ đến chỗ cậu chơi game sao tôi không có việc gì làm không thể tới chỗ cậu hay sao còn nữa có gì phải sợ tôi là đầu gấu đấy Tại sao tôi lại phải sợ bạn trai của cậu? Anh ta đến đây sau khi nhìn thấy Thẩm Nhật Hàn đi ra ngoài. Được rồi, vào đi. Viên bội nhớn mày. Xin hãy nhớ rõ khuôn mặt kiêu ngạo của Lục Bắc lúc này. Sau khi đóng cửa quay người lại, giọng nói vội vàng của Lục Bắc vang lên. Nhanh nhanh nhanh, viên bội, đăng nhập vào game đi. Lục Bắc không ngừng vẫy tay với cô. Viên bội hỏi, mặt anh có đau không? Ồ đừng nói nhảm nữa, đến đây nhanh lên thế là hai người bọn họ lại bắt đầu vào game một cách mê say hai người bọn họ mải mê chơi trò chơi đến mức không nhận thấy thời gian trôi qua hay sự trở lại của thẩm nhật hàn thẩm nhật hàn vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa họ tập trung đến mức không nhận ra rằng anh đã bước vào nhà ánh mắt thẩm nhật hàn trở nên lạnh lùng đôi tay buông thõng bên hông anh nắm chặt sắc mặt anh ảm đạm đến đáng sợ anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hai người đang ngồi trên ghế sofa. Lục Bắc cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng lạnh. Hắn xoa xoa cánh tay, đang định hỏi xem điều hòa có quá thấp hay không. Vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp một đôi mắt u ám. Lục Bắc giật mình, run rẩy theo phản xạ. Dạ. Lục Bắc thậm chí còn quên chơi game, ánh mắt này thực sự đáng sợ. Anh ta thúc cùi trỏ vào cô, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nhật Hàn, vội vàng đứng dậy anh về sớm vậy cuối cùng anh cũng gạt bỏ sự ưu ám và đè nén cảm giác bất an trong lòng anh mỉm cười nhưng giọng lạnh lùng nói tại sao anh ta lại ở đây lục bắc lập tức sửng sốt lặng lẽ đứng dậy à tôi nhớ ra là bếp ga trong nhà chưa tắt tôi về trước đây sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài lục bắc không phải là kẻ hèn nhát đây chỉ làm theo lương tâm mình ánh mắt của thầm nhật hàn như muốn ăn thịt người đối diện thật đáng sợ Viên bội im lặng trợn mắt. Các căn hộ ở đây không sử dụng ga. Lời nói dối này không hề thuyết phục một chút nào. Tôi sao phải sợ? Và tôi là đầu gấu đấy. Cô nhớ lại những gì Lục Bắc nói trước khi bước vào nhà. Sau khi Lục Bắc rời đi, Thẩm Nhật Hàn thu dọn đồ đạc và ngồi xuống cạnh cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô và hôn lên khóe môi cô, rồi anh gục đầu vào vai cô. Viên bội, giọng nói đầy tủi thân. Chuyện gì vậy? tại sao anh ta lại đến tìm em lục bắc đừng nghĩ nhiều anh ấy chỉ đến chơi game với em thôi em có thể ngừng chơi với anh ta không anh không thích viên bội không thể nhìn thấy sự chiếm hữu điên cuồng trong đôi mắt nhắm nghiền của thẩm nhật hàn anh không muốn bất cứ ai làm phân tán sự chú ý của cô kể cả khi họ chỉ là bạn bè thẩm nhật hàn xoa vai cô kể từ khi yêu học trường dường như đã bật một công tác nào đó anh có rất nhiều chiêu trò bám người và nịnh nọt anh đặc biệt thích ghen với lục bắc được rồi được rồi em không chơi với anh ta nữa em chỉ chơi với anh thôi viên bội dỗ dành anh ừ thẩm nhật hàn siết chặt cô với vẻ hài lòng anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra quỳ một cối xuống và nói viên bội chúng ta kết hôn nhé được không anh muốn nhanh chóng dùng hôn nhân để giữ cô thật chặt thẩm nhật hàn ngẩng đầu nhìn cô trong mắt tràn đầy mong đợi anh khó có thể chờ đợi thêm được nữa chỉ sau khi kết hôn mới không có ai đến gần cô viên bội choáng váng lại bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi và nghiêm túc của anh không toàn tính không lời nói ngọt ngào nhưng chân thành và ấm áp viên bội mỉm cười đưa tay ra và hôn lên môi anh được thẩm nhật hàn đeo chiếc nhẫn cho cô với đôi tay run rẩy anh ôm cô thật chặt và nói bội bội em thật tốt anh yêu em rất nhiều yêu em rất nhiều anh đã khóc thẩm nhật hàn gần như phát điên vì phấn khích một năm sau khi tốt nghiệp hai người bọn họ gặp bố mẹ hai bên và nhận giấy chứng nhận kết hôn thẩm nhật hàn bây giờ là chồng cô thậm chí còn không cho cô chạm vào giấy chứng nhận ngày cưới mặt trời vừa ló dạng những tia sáng li ti chiếu xuống những nụ cười lan tỏa trước mặt khách mời hai người bọn họ tuyên thệ vợ yêu Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Tay của anh đỏ bừng, cô cũng đỏ mặt trả lời, "Chồng, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn." Không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc của hai người bọn họ. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình. Để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.